Con này ba vai quá đẹp. Đẹp đấy con này được. Con này cũng đẹp. Con này nếu mà quay mặt này ra nhìn đẹp lắm. Anh vừa xoay. Ờ vì, em thấy đây là vì anh muốn cho cái đằng kia nó để lấy cái tay kia. Con này làm xong lại cũng được đấy. Thời gian nữa. Bẹ này tầm 60. Chặt không quay được. Được. Con này đẹp rồi. Con này mấy con này thì con rất đẹp. Quá dài, quá đẹp. Con này gần như là sắp xong đến nơi rồi. Con nào con tử. Trước rễ này đâm ra đây à? Ừ, có cái rễ đấy anh vừa cắt đấy. Nó đơ rồi sao? Ừ. Mà cái rễ này anh sau này khi anh cắt này. Thế này á? Ừ. Cắt đến đây gì? Để cái cụm này á? Hay là cho đi hết? Cá đi, lấy để cho nó nộ thân. Vì sau này nó bệ nên nó đẹp. Nếu mà anh mà cắt anh phải đôn bẹ lên. Ừ, thì phải đấy. Chứ còn không đôn bẹ lên thì ấy quá. Thì đây là đang nuôi để cho nó ra chân mà. Vâng. Ở đây đằng này thì... Rồi. Rồi. Này xong ra chân đẩy vô này. Còn đấy. Đây mẫu đơn này. Đây. Ừ con này được. Dạ. Dạ. Là cái mẫu đơn ông anh em nó to hơn con này nó to cổ. Nhưng mà không cao con này được. Con này thì nó không cao. Con này nó cốt chậu của nó bao nhiêu năm rồi. Trên chậu luôn á? Con này chậu bao nhiêu năm. À. Cốt chậu thân nó mốc như này. Chứ có phải là như kia là con kia là dưới đất. Trước cửa nhà to. Nhanh to quá. Trên này một số phôi nhỏ, à một số cây nhỏ. Con này rụt gì này? Già lắm. Tiện cho cây đi. À trên này nữa. À, già lắm này, không biết này. Con phương này, à wow. Con này đề đủ. Anh có nghĩa mà ham cây này phải có cái đất nó rộng này chơi thích. Vâng. Anh là ấy luôn à? Anh là người gốc ở thành phố luôn à? Ừ. Thế chẳng là có cả đất quê này ngoài. Quê ở đấy đúng rồi, mình cây bận liền mình. Kia con kia xa ghê này trên kìa giờ ừ. Đấy đấy được đấy con đấy ba vai à con đấy hàng ba thân em đi làm suốt cây cũng nghỉ lúc nào về lại phải xông vào cây luôn. Ừ.
Em cũng chịu khó về. Cây mà chơi mà không để ý thì nó chẳng ra cái gì. Cây anh chăm thường xuyên. Vâng. Đây anh vừa bày lung tung, chưa kê để đợi cây kia về rồi lại kê xếp. Con đây đẹp lắm. Đẹp đấy, đang nằm quả con trên chậu đỏ hai vết để mãi trên. Mà còn đây đặt xuống dưới tôi nhìn thấy nhất đẹp lùng tùm hết rồi và xong. Vâng, cây mới đẹp. Cây thì tay cành nó là chỉ là phụ thôi, xong lại cho chậu khác. Đấy, chậu đây là nuôi đấy nên mẹ. Đấy, anh có mấy gốc làm điểm rồi. Đây đang bảo xong cẩu con này đi gửi này. Gửi đâu anh? Mẹ bây giờ chặt thế này anh còn một cái cây nữa anh mang về nữa cơ. À. Cẩu hai con đấy, ba con này đi gửi. Ba con này đi. Đấy, một kết con đấy. Anh nhầm để em xem cái cây trên này. Lấy ghế. Đây đây anh lấy cái ghế. Anh chia không phải là hình thành hết.